Xã hội này tồn tại hai thế giới, một là thế giới của chúng ta, hai là nơi dành cho những người đã khuất. Ranh giới giữa chúng ta và họ là một đường thẳng. Đến thời khắc điểm của ta đối xứng với những điểm hồn ma đó, thì khi ấy hai người sẽ gặp nhau. Đó là đối với tôi. Còn bạn, bạn tin trên đời này có ma hay không? Dạ chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi, chị tin trên đời này có ma không chị? Ma hả? Tin. Chị thì chị chưa có gặp, nhưng mà chị nghe nói chung chung cư ở gần đây á, thì ở ngay lòng một á, là có rất là nhiều chuyện kỳ bí xảy ra, nhưng mà nghe nói là có người bị chết đó, mình có xanh đỏ. Dạ dạ rồi. Chị cho em hỏi, chị tin trên đời này có ma không chị? Ma hả? Ơi, bình tĩnh lại. Trời ơi, em này em quay là để làm tư liệu chứ không có phát tivi. À, không ra tivi hả? Ừ, mà chị tin trên đời này có ma không chị? Ma hả? Thôi này không ra tivi, nói bài gì vậy? Ê nhóc, hỏi cái này coi. Ê dạ dạ con xin lỗi, con không có thấy cụ. Ủa mà cụ, cho con hỏi cụ tin trên đời này có ma không cụ? Ma nó tin à? Bị giặt mấy lần. Ủa mà mẹ đâu này? Ông được đi đường này hay chưa? Nó ghê lắm á. Ghê hả cụ? Ghê là ghê làm sao cụ? Nói chung là nó ghê lắm. Ê, có lẽ mấy ngàn mở đi đói quá. Ờ chị ơi dạ cho em hỏi này nè chị. Mai mốt thôi. Dạ thôi không có gì đâu, em cảm ơn chị. Dạ dạ thôi chị, em cảm ơn. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ thôi. Còn đến phút 11 giờ, tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Bộ cái này có lên yêu em con? Dạ không bà ơi. Thôi làm lại cho con á. Đến phút 11 giờ, tất cả sẽ chết. Sẽ chết. Chán quá. Mấy ngày nay tao đi phỏng vấn, toàn gặp gì đâu không. Tao nói rồi, trên đời này làm gì có ma. Mày quay hình chi cho cực. Mà tao thì tin là có ma. Nhìn nè, tao sẽ dùng cái máy chụp ảnh này chụp tất cả những hồn ma, cho mọi người thấy ma quỷ trên đời này là có thật. Mày điên quá à. Chị làm gì vậy? Chị đắp mặt nạ. Ngước lên vậy mặt nạ nó khỏi rớt. Đó, mày nhìn đi. Bà đã giống ma đó. Sao nhìn ai cũng ra ma hết trơn vậy? Tất nhiên rồi. Mày có nghe vụ ma đòi tóc chưa? Đợi tóc. Tóc này là tóc nối của tôi còn sống mà. Tóc này là tóc của tôi. Bà không tin mà lên mà hỏi ông chủ tiệm tóc đi. Tóc này là tóc của tôi. Tóc này là tóc của tôi. Tôi không có lộn với ai hết. Tóc này là tóc của tao. Của tao còn sống. Của tao. Trời đất ơi. Mấy chuyện cười tào lao đó mày cũng tin nữa hả Nam? Giờ mày không tin chứ gì? Bây giờ tao với mày chơi giật tay, đứa nào thua sẽ nghe lời đứa thắng. Lên tầng 11 khu chung cư bị bảo quan. Dù gì thì trên đời này cũng không có ma. Ok chơi mày luôn.
mà nhanh. Thấy tao quét đấy còn không biết đế đi nữa. Vô đi chưa? Vô đi chưa? Vô đi chưa? Giờ sao? Giờ sao? Giờ mày muốn sao? Những cái gì mà nhìn? Ủa chú thấy quét đã bao giờ hả? Giờ mày sao? 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 Giờ mày bước ra đây! Giờ mày sao? Giờ để tới đôi nè! Ngồi ra đây! Ngồi ra đây! Ngồi ra đây! Biết hết rồi, ra đi. Trời ơi, biết hết trơn rồi. Nãy giờ ta nói là chuẩn bị cho dữ thần vô. Bây giờ tao với mày chơi giật tay. Đứa nào thua sẽ nghe lời đứa thắng. Lên tầng 11 khu chung cư bị bảo quan. Dù gì thì trên đời này cũng không có ma. Ok chơi mày luôn. Chết rồi. Lập, Lập ơi, Lập. Mày có sao không vậy? Mày đừng làm tao sợ nha. Lập,
Lập ơi, Lập, Lập. Mày bị tao lừa rồi Nam ơi. Quá đáng. Thôi được rồi, mày chơi điểu, coi như tao thua mày đi. Bây giờ mày muốn làm cái gì thì tao làm cái đó. Mày sẽ giả làm hồn ma trinh nữ vào khám phá chung cư có ma đó. Đồng thời, tao cũng sẽ chụp hình mày và tung tin đồn nơi đây có hồn ma áo dài đỏ. Nam ơi!
Cứu tao Nam ơi, cứu tao Nam, cứu tao Nam ơi, tao ở đây cô đơn lắm. Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Đây là chung cư người ta đồn có ma hay sao? Mình phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Thì cái gì mà nhìn? Bọn chú thấy người này bao giờ hả? Không có cửa với chị đâu cưng. Giờ làm sao? Giờ làm sao? Giờ mày làm sao? Giờ mày làm sao? Giờ mày làm sao? Giờ mày làm sao? Mày ở đây mày đánh tay đôi với tao này. Giờ mày làm sao? Giờ mày làm sao?